Thưa quý vị, Sở Công Thương vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống COVID-19 tại các chợ. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Ban Quản lý các chợ trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống COVID-19, không được chủ quan lơ là trong mọi trường hợp, trong đó chú ý thực hiện nghiêm việc quét mã QR, khai báo y tế khi vào chợ và các cam kết đã ký giữa Ban Quản lý và Tiểu thương về việc tuân thủ quy định 5K, đặc biệt đeo khẩu trang đúng cách. Mỗi hộ kinh doanh trang bị bình sát khuẩn riêng và thường xuyên sát khuẩn tay, tránh tụ tập vào thời gian ăn uống tại chợ, vận động tiểu thương chịu chi phí xét nghiệm với tần suất 3 ngày một lần, từ nay đến Tết Nguyên đán để tầm soát nguy cơ, khuyến nghị sử dụng test nhanh và mẫu gộp trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả đúng quy định.